Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2020 dương lịch. Và trên màn nhỏ các bạn là những chú đà điểu con giống tại cơ sở trang trại của đồng chí Thao chim cu gáy. Và chắc hẳn rằng quý vị các bạn biết đến đồng chí Thao qua hình ảnh con chim cu gáy, con đà điểu, con chuột lang. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ bộ về một cái chủ đề về con đà điểu như thế này để cho các bác ở khu vực xa hoặc một số các bạn ở vùng miền khác là không hình dung ra. Đó. Thứ nhất, con đà điểu này thì được Việt Nam nhập về cách đây hơn 10 năm rồi. Và nhập về Việt Nam là 100 trứng và ấp chỉ nở được có 27 con thôi. Và con đà điểu này nó đã được nuôi tại khu vực ngoài Ba Vì, nghĩa là thuộc Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, do Viện Chăn nuôi giao nhiệm vụ. Và sau nhiều năm thì đã nhân bản ra nhiều cơ sở khác nữa trên khắp mọi miền tổ quốc của đất nước. Thì báo cũng quý vị các bạn là tập tính của con này thì nó là một con chim khổng lồ, nó là họ nhà lông vũ. Đấy, cái vòng đời của chúng thì quả trứng thì ấp sau 41 ngày, 42 ngày thì nó sẽ lở. Và bản năng tự nhiên của nó rất là cao. Sau khi nở là nó sẽ chạy như một con gà nhép và nó có khả năng di chuyển cũng như là khả năng ăn uống rất là nhanh. Chính vì vậy loại này nó có khả năng độc lập rất cao, chính vậy mình nuôi nó cũng như là úm gà nuôi thôi. Nguồn thức ăn của chúng là ban đầu cũng là những cám úm gà con và rau thái nhỏ. Ở đây thì mình đang nói đến là rau muống và những cái ngọn rau hoa trắng, rau xuyên chi. Ở ngoài miền Bắc mình cứ gọi là rau hoa trắng mọc ở rễ đường hoang dại. Cái khả năng của chúng thì là di chuyển bằng hai đôi chân và cái trọng thể của chúng thì lớn rất nhanh. Sau một tháng tuổi thì nó có thể đạt đến 4 kg, tính từ lúc bóc trứng, và quả trứng của chúng ta hiện là dao động từ 1,2 cân đến 1,7 cân, 1,8 cân. Nhưng khi nở ra thì nó dao động khoảng tầm 7-8 lạng, 6-8 lạng một cân, con nào to. Và sau một tuần, một tháng đúng không thì nó đã lên được 4 cân đó. Và sau 2 tháng thì nó đã lên được đến tầm 12 cân hoặc 15 cân. Và giai đoạn lớn nhanh nhất là từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 8 các bạn nhé. Và đến tháng thứ 9 là nó sẽ đạt đến 190 cân đến 100 cân. Đó. Bạn nào nuôi đủ 10 tháng thì thường 120, 130 với những con khổng lồ, con lớn nhất đàn. Đó. Và cái tỷ lệ chống mái thì thường chúng ta nuôi có thể là 1-3. Đấy. Các bạn nuôi sinh sản 1-3. Và khi chúng ta nuôi thì nói rõ là nó không có khả năng tự ấp. Thường các viện chăn nuôi người ta sẽ nuôi đúng tỷ lệ chống mái, nuôi đúng tỷ lệ trực cái, được cái thì người ta sẽ cho vào nó ấp. Và cái tỷ lệ ấp đạt cũng không cao, thường là dao động trên dưới 30%. Với cái nguồn thức ăn là chất thô sơ chủ yếu, ví dụ như cây chuối, bèo tây, những cái cây co, cây rau đấy. Và cái nguồn thức ăn như ngũ cốc, như ngô, cám, liên hoàn và tất cả những cái dòng gia cầm, gà, vịt, ngan, ngỗng ăn được thì nó đều ăn được cả. Đấy. Và đã chỉ có duy nhất là cái cổ nó rất dài và cái chân nó rất dài. Và cái nền chuồng của nó phải là nền cát, tuyệt đối không cho vôi bột cũng như chấu, không cho những cái dị vật vào để nó ăn, nó hóc, nó khó tiêu, tắc ruột. Đấy các bạn nhé. Và nó ưa với cái nhiệt độ phát triển từ 27 độ đến 35 độ. Rất ưa nóng. Các bạn ở khu vực miền Nam thì rất là tuyệt vời rồi. Đó. Ở miền Bắc thì thường là bắt đầu bên mình làm giống là bắt đầu từ tháng 2 dương lịch cho đến tháng 11 dương lịch. Và năm nào cũng vậy. Thì các bạn cũng chủ động nắm bắt được đó để nắm bắt được cái mùa con giống. Cái nguồn thịt của nó thì cũng gần như là đỏ au như thịt bò. Và giá cả thị trường ở đây thì tại quê hương là Ba Vì của đồng chí Thao chim cu gáy thì đang bán ra với giá 260.000 một cân, là đã mổ bày ra bàn theo từng miếng rất là ngon, đỏ au. Và giá cân cả con, cân hơi thì nó cũng dao động từ 80 đến 100.000 một cân. Đấy, ví dụ như một con, một tạ thì có thể là từ 8 triệu đến 10 triệu, tùy thời điểm, có thể hơn một chút nữa. Đấy. Thì cái vòng đời của nó sau khi bà con nuôi thì rơi vào tầm khoảng trên dưới từ 8 đến 10 tháng các bạn nhé. Thì nó sẽ xuất bán được, tùy vào cái nguồn thức ăn và tùy vào cái nguồn giống. Đó. Cái con giống này thì khi giá giống thì trước kia thì nó cũng chỉ khoảng 1 triệu rưỡi thôi. Nhưng sau này thì do cũng cái nguồn nhu cầu nuôi, rồi do cái nguồn giống như nào, giá cả thị trường thì cũng có thể nó lên đến mức độ là 2 triệu trên dưới.
tùy vào cái mức độ qua cầu buôn bán và cái nguồn con giống và nguồn úm, thời gian bao nhiêu ngày thì bán ra, đã có vaccine hay chưa. Báo cáo quý vị các bạn là như vậy. Thì nắm bắt được cái tinh thần và nguyện vọng đó thì bản thân đồng chí Thao đang phát triển trang trại chim cu gáy rất là tốt và đã được sinh ra là người con lớn lên tại quê hương con giống đà điểu. Giác ngộ được cái tinh thần đó thì mình muốn nhân bản cái hình ảnh con đà điểu này lên trên mạng YouTube và cũng muốn đưa đến tất cả những các bạn ở mọi miền, từ Cà Mau, Trà Vinh, rồi khu vực miền Đông và các quận huyện ở khu vực Sài Gòn và các khu vực miền Trung, miền Bắc đã đều các bạn kết nối và đã được nhận con giống mình chuyển cho các bạn. Và trên cái kênh YouTube của mình có cái tên rất là quen thuộc là Chim Cu Gáy Hay thì có hàng nghìn video về cái chủ đề con đà điểu này. Có những video nói về những con đà điểu nó sẽ gặp phải những vấn đề gì, có những cái nguồn, có những video nói về nguồn thức ăn cho con đà điểu, và có những video nói về cái bệnh liệt của con đà điểu, bệnh đi ngoài, bệnh bị cát bay vào mắt, rồi những cái bệnh bỏ ăn, rồi cái cách kinh nghiệm để nuôi đà điểu như thế nào và cách bắt con đà điểu lên xe như thế nào, cách mổ một con đà điểu như nào, có cần phải đun nước sôi hay không, hay là bật lông sống hay là như nào. Thì các bạn có nhu cầu về lĩnh vực gì, theo cái tiếng Việt Nam nó cụm từ nào, thì các bạn cứ vào thẳng kênh của mình hoặc lên YouTube, các bạn gõ, ví dụ các bạn đang có một con đà điểu cần thịt, các bạn chỉ gõ là quy trình mổ một con đà điểu thì nó sẽ lên cái video của đồng chí Thao. Và đây là cái cho đi của đồng chí Thao đối với cộng đồng mạng xã hội. Và quý vị các bạn thân mến, thì tới thời điểm này là ngày mùng 7 tháng 5 thì mình đang có những cái ô chuồng như thế này với thường là khoảng 2 đến 300 con một ô và đăng tải trên toàn quốc, và có hệ thống văn phòng, nhà xe cũng như cái hệ thống xe gia đình chuyển giao tận nơi. Và bên mình có cam kết về con giống chất lượng, có trong thời gian ngắn mình sẽ có những cái trách nhiệm bảo hành, cũng như là khi giao thì mình sẽ giao luôn cả cái công nghệ, kỹ thuật, sách, tài liệu hướng dẫn và một số hỗ trợ kỹ thuật qua cái Zalo, Facebook và qua điện thoại. Chính vì vậy, mỗi một năm, trong vòng một vài năm gần đây thì mình cung cấp ra thị trường lên đến hàng vạn con giống đà điểu và đã được rất nhiều những khách hàng đã tin dùng. Và hôm nay mình làm video này muốn nói đến các bạn rằng là chúng ta xuất thân là những người nông dân thì chúng ta phải đứng về phía nông dân. Chúng ta phải đưa cái con giống này nó trở thành một cái con, nó là một cái sản phẩm đi vào trong cái mô hình kinh tế, đi vào cái lao động sản xuất và đi vào những cái giá trị về thực phẩm, về dinh dưỡng. Và có thực phẩm dinh dưỡng theo như một số nguồn tài liệu thì con đà điểu, thịt đà điểu so với nguồn thịt lợn, thịt bò là tốt rất nhiều so với con lợn. Con người dùng thịt đà điểu rất tốt. Bộ lông khi chúng ta gom vào chúng ta cũng làm rất, bộ da, xương, tất cả nội tạng và thịt cũng như ấy, không bỏ một cái gì cả, đều có giá trị của nó cả. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn đặt chân đến quê hương Ba Vì chúng tôi, các bạn hỏi thăm đồng chí Thao nuôi chim cu gáy ngay cổng trại đà điểu, trung tâm đà điểu, nghiên cứu đà điểu Thị Phương, ngay cổng trung tâm thôi, các bạn hỏi đến một đồng chí Thao phát triển cái trang trại chim cu gáy và trang trại đà điểu đấy, tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại của mình dùng Zalo và cũng như kiêm gọi luôn là 033 5305982. Bất kỳ các bạn gặp những cái vấn đề gì về con đà điểu, các bạn có thể nhấc máy lên, mình nếu trong thời gian cho phép, trong điều kiện cho phép, hoặc mình sẽ hẹn, mình sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ các bạn gặp những cái trường hợp để giải quyết những cái vấn đề khó khăn của các bạn. Đặc biệt nếu các bạn có nhu cầu mua con giống thì các bạn có thể kết nối đến đồng chí Thao. Đồng chí Thao sẽ mang lại một con giống khỏe mạnh đấy, mang lại một cái tài liệu, mang lại một cái công nghệ, và cũng như mang lại một cái giá cả có tính cạnh tranh trên thị trường đấy. Kể cả các bạn ở xa, nếu như các bạn có thiện chí kết nối và lấy giống thì mình cũng sẽ truyền tải gửi đến cho các bạn qua hình thức chuyển máy bay hoặc là chuyển xe đường dài, tùy vào định vị giữa khoảng cách từ Hà Nội đến cái khu vực các bạn. Năm ngoái thì mình cũng chuyển vào đến khu vực Trà Vinh đó, hiện cũng đã lưu sổ sách bán hàng qua nhiều năm, thì cũng có rất nhiều bạn ở
An Giang, rồi ở Hồng Ngự, rồi ở Cà Mau đấy, rồi ở những cái khu vực miền Tây ấy, thì mình đã cũng có rất nhiều khách hàng nuôi rất là ok đấy. Đấy, và đặc biệt là khu vực bến xe miền Đông các 12 quận đấy, ví dụ như thế, thì đều là những cái kết nối rất là tốt đấy. Tất nhiên nếu như các bạn ở các khu vực miền Trung, khu vực miền Bắc thì là quá thuận tiện rồi, hoặc là các bạn ở khu vực quanh khu vực Hà Nội, Ba Vì thì mình có thể lấy xe gia đình mình giao tận nhà cho các bạn đấy, với bán kính khoảng 200-300 cây đổ lại là mình có thể giao được cho các bạn, trong trường hợp các bạn có nhu cầu, các bạn xác định được cái điều kiện của mình cho phép để mình mua con giống và để dùng con giống đó. Thì hôm qua mình cũng có giao đi Thái Nguyên và cũng đi lên Yên Bái, cũng như là đi một số các tỉnh ở khu vực lân cận ở Ba Vì, Hà Nội, đấy, Phú Thọ, đúng không ạ? Thì nhìn chung là cái kênh của mình đã có cái tuổi thọ cũng như có 40.000 lượt đăng ký, thì tất cả các bạn đã xem video thì cũng đã nắm bắt được những cái hình ảnh chính bà con là đi xe từ những miền xa đến vào tại trang trại và chọn cho mình những chú đà điểu ưa mắt theo như quý vị các bạn. Thì mình cũng đã là ghi lại những cái video đấy để làm kỷ niệm, một phần cũng là minh chứng để cho các bạn biết là mình hoạt động rất là chính thống, có nguồn con giống và có đăng tải bán hàng, và đó là công việc, đó là nghề nghiệp, đó là cuộc sống, đó là sự nghiệp của mình. Chính vì vậy là các bạn cũng lấy đó làm cái bằng chứng để ngày hôm đó các bạn mua giống và sau một năm hay sau bao nhiêu ngày thì con giống nó sẽ bán đi như nào đó. Đó là các bạn cũng yên tâm là các bạn đang xem cái hình ảnh tại cái cơ sở úm gột và là cái kho để tạo ra những chú con giống rất là khỏe mạnh như thế này. Đấy. Đây là khu vực bên trong thì được thắp một ít bóng sáng và một ít bóng sưởi về ban đêm trong những hôm giá rét, nhưng rất may là thời tiết này là thời tiết tháng 5. Tháng 5 là tháng của đầu mùa hè và mấy hôm nay thì thời tiết thật là tuyệt vời, và những nứa chú đà điểu của chúng ta thì trông rất là giỏi giỏi, rất là nhanh nhẹn. Đấy. Thì các bạn có thể hiểu thêm về những con cái tập tính cũng như là cái tính chất, hoặc là những cái rủi ro cũng như cái thuận lợi và cái thị trường, cái giá trị dinh dưỡng về con đà điểu này, thì các bạn có thể vào cái kênh các bạn tìm hiểu theo cái cụm từ các bạn mong muốn. Cái trứng đà điểu thì các bạn biết là người ta đã chế ra thành những cái đồ mỹ nghệ, đàn ngủ hoặc là những cái đồ lưu niệm, khắc vẽ khoan đục rất là dày, vỏ trứng to đấy, nó bằng như là một cái trái sầu riêng ấy, nhỏ nhỏ, quả mít la đấy, bộ da của chúng được làm những đôi giày và những cái thắt lưng một đi được xuất khẩu đấy, và đặc biệt là cái thịt của nó thì dinh dưỡng, cái hàm lượng an toàn và sức khỏe rất là cao đấy, bộ lông thì cũng được nhập thu gom lại đấy, có giá trị rất là cụ thể đấy, đặc biệt là những cái gần như chúng ta không bỏ đi cái gì cả đấy. Thì báo cáo với các bạn là các bạn đang xem cái hình ảnh trực tiếp tại một cái ô chuồng cơ sở trang trại của đồng chí Thao với biệt danh là Thao chim cu gáy hay. Đấy, bởi vì là mình từ thời chăn trâu cắt cỏ mình đã yêu thích là nuôi chim, nuôi gà trọi, nuôi những cái con vật cưng, chó chiếc, thì sau này cũng nghề cũng chọn người và mình đã phát triển một cái kênh về con chim cu gáy nhiều năm nay rồi, và cũng đã có những cái video, cũng đã có những cái thu nhập từ trên YouTube và cũng có những cái fan hâm mộ. Thì cũng tiện cái kênh chim cu gáy hay đó thì mình không đổi tên và mình vẫn phát triển cái con đà điểu này. Thì con đà điểu này đã được mình đưa vào mấy năm nay và cũng có rất nhiều những cái khách hàng đã tin dùng và đã lấy giống, đến năm nay là năm thứ 3, năm thứ 4 đấy, thậm chí là hơn nữa. Thì quý vị các bạn yên tâm, nếu như quý vị các bạn nuôi con này thì nó cũng rất là dễ. Họ nhà gia cầm lông vũ đấy, nguồn thức ăn thì các bạn nuôi con gà, con ngan, con ngỗng, những con gia cầm như thế nào thì các bạn nuôi như vậy. Nó duy nó chỉ cả có cái lưu ý là con này là kích thước nó lớn đấy, cái môi trường của nó là phải môi trường đất cát để cho nó ăn, để nó tiêu hóa, và nó không phải là những cái gì đã sắc nhọn hay là lền xi măng để nó làm cho đau và bị rách cái gầm bàn chân đấy. Đấy, mà nó chỉ có hai chân thôi, cái hàm lượng canxi của chúng rất là cái nhu cầu
về canxi cũng khá là cao. Nên thường các bạn nuôi các bạn phải bổ sung canxi dạng bột, dạng nước, có nghĩa là bổ sung canxi ngoài cho chúng. Đó là những cái mà mình chia sẻ cho các bạn biết. Thường là các bạn nuôi nhanh lớn quá thì nó cũng sẽ gây ra cái trường hợp là nó bị nặng nề cơ thể và cái đôi chân của nó chưa phát triển kịp, nên là nó cũng không thể chống đỡ được với cái cơ thể đó. Nên là đôi khi đến tháng thứ tư đến tháng thứ sáu các bạn cũng lên là cho ăn rau nhiều và bổ sung lượng canxi, và không lên cho nó lớn với cái tốc độ quá lớn như vậy đó. Khi đó thì các bạn sẽ qua được cái giai đoạn bị liệt. Đấy. Ngoài ra thì có những cái trường hợp là các bạn đang nuôi ở những cái mô hình chuồng nhỏ hẹp và bất thình lình các bạn thả ra một cái bãi rất là rộng, thì đó là cái sự hưng phấn nó sẽ chạy nhảy múa may và nó sẽ bị, trong cái lúc chạy nó có thể va vấp hoặc nó đập vào nhau thì nó sẽ ngã và nó sẽ bị lệch khớp. Điều mà nó chỉ có hai đôi chân thôi, nó chỉ lệch một đôi chân, đau một đôi chân nó đã hỏng rồi. Nên đó là những cái lưu ý để cho các bác là cũng tránh được cái rủi ro trong chăn nuôi đó. Thì cuối video thì xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và đã theo dõi kênh, cũng như là đã tiếp tục có những cái ý kiến comment ở phần dưới video để làm kênh tốt hơn, để lắng nghe những cái góp ý kiến của các bạn để làm một cái kênh để cho mọi người xem và kết nối với mọi người. Ai có nhu cầu mua giống thì có thể đặt bên mình, và khi các bạn nuôi đến lúc thương phẩm thì các bạn không bán được thì mình sẽ gọi cho mình sẽ hỗ trợ, sẽ có cách nào đó mình sẽ làm cho các bạn có thể bán thương phẩm một cách giá hợp lý nhất. Đấy, đạt được cái mục đích của quý vị và các bạn. Đó. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem hết video đến lúc này, và xin chúc các bạn thật là thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và nếu như các bạn thấy video thật là bổ ích thì các bạn có thể đăng ký để sẽ trở thành là những người sớm nhất nhận được cái thông báo chuông và nhận được cái thông báo video đầu tiên để xem những video ra về những chủ đề con đà điểu, con chim cu gáy và một số những cái cây con giống thật là quý hiếm độc lạ trên cái kênh của đồng chí Thao. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.